chợ đầu mối Phong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình chia sẻ đến các bạn là studio áo cưới Khánh Hưng nha quý vị. Ở đây là địa chỉ là 21/1 Nguyễn Anh Thủ, Hưng Lăng Bà Điểm, Hóc Môn nha quý vị. Đây là đường. Đây mình giới thiệu với quý anh chị em khán giả trên chợ đầu mối của mình ở khu vực chợ đầu mối gần đường Nguyễn Anh Thủ đó quý vị. Thì ở đây có em mình có chụp hình hình thẻ rồi áo cưới quý vị, áo cưới thì ở trong đó nó đủ hết, đủ kiểu nha quý vị, đủ kiểu đủ loại hết, rồi giá tiền nó rất là hợp lý quý vị. Đây là có chụp hình thẻ luôn nè, chụp hình thẻ lấy liền đó quý vị, có chụp hình thẻ rồi có thay áo cưới thì đến đây quý vị, thì đến đây ủng hộ em mình quý vị. Áo cưới Khánh Hưng thì đây là đường cái đường cái ngã tư Trung Chánh đó quý vị, đó ngã tư Trung Chánh đi vô đây cỡ chừng 70m đó quý vị, 60-70m, từ ngã tư Trung Chánh tới đây là 60-70m gì quý vị, là tới áo cưới Khánh Hưng có chụp hình thẻ luôn. Rồi mình đi vô trong để mình xem thử coi áo dài cô dâu nè, áo dài bà xuôi đồng thùng, bê quả nè, vét tông nè, chú rể nè, đầy đủ hết nha quý vị. Thì đây có chụp ảnh cưới nè quý vị, à, cái ảnh cưới á, nghĩa là ảnh cưới này là mình thuê nguyên cái combo á, là được cái tặng cái ảnh cưới này nè. Mình thuê không biết là mình thuê thế nào đó, để hồi để mình chia sẻ với gì. Đây áo cô dâu à, đẹp. À, chào bà chủ. À. Chào. Đây bà chủ. À, đẹp lắm nha quý vị. Để mình hỏi bà chủ. Đây. Cái hôm bữa mình có làm cái video rồi em nói là cái combo như thế nào để mình tặng được cái ảnh. À. Tấm hình cộng là 5 tấm hình để bàn kèm khung. À. Dạ, 5 tấm hình để bàn khung thì sẽ càng dạng như khung vàng hạt là kiểu khung như bên kia. Rồi, đó, rồi, rồi. Chịu nổi. Là mặc được một series, một vest và một lần make up luôn. Bao hết tất cả luôn là một chịu nổi. Vậy đó hả? Rồi, bà chủ bà giới thiệu thì đúng quy ra đó là khán giả không biết nghe rõ hay không thì một cái hình cổng quý vị, một cái hình cổng rồi năm cái hình này quý vị, năm cái hình này rồi một sare, một vết tông, một lần vết cúp là 1,5 triệu đúng không? Trời ơi, tôi không có chuyên nghiệp mà tôi nghe nói một lần tôi cũng ráng tôi nhớ để mình làm cái video cho nó luôn lót đó quý vị. Rồi còn cái sare này là mướn thì sao? Mướn thì 1,5 triệu. Mướn 1,5 triệu. Dạ. Cái áo bên này, áo đỏ này. Cái này thì 1,2 triệu. À, cái bên đó là 1,2 triệu. Dạ. Là cứ như mình
họ tới đây họ mướn ha, ha là mình đem tới hay sao? Dạ tới đây mướn ạ. À tới đây mướn quý vị. Bởi hình hình cụ dầu quá đẹp luôn quý vị. Cái hình này là ở đây tiệm mình chụp đây phải không? Dạ đúng rồi. Cái này là chụp phòng rồi. À chụp phòng. Dạ. Ôi rất là đẹp. Cô dâu chú rể nhìn nó đẹp đó. Sáng đẹp. À, nếu mà mình muốn chụp được phim trường hay ngoại cảnh thì bên đó vẫn có. À, ở đây có đi chụp ngoại cảnh đó nha quý vị. Thì mọi chi tiết liên hệ đó quý anh chị em cứ liên hệ với lại áo cưới Khánh Hưng nha quý vị. Rồi mình biết thêm cái giá nó cụ thể. Còn bây giờ nãy mình chia sẻ là cái hình ảnh ở trong studio á có những gì nha quý vị. Thì bên đây nè. Bên em có cái gói ngày cưới nó cũng tiện lắm. Cái gói ngày cưới sao? Cưới dạ, bên em đang có cái gói đó là khuyến mãi 4,5 triệu là bên em lo hết ngày cưới. À 4,5 triệu là lo hết ngày cưới gồm những gì? Là cô dâu sẽ được mặc hai cái sare tùy thích, chú rể hai bộ vest tông, một lần là make up, một buổi chụp hình giao thai, tặng một bó hoa tươi và một cái áo dài cho cô dâu để làm lễ gia tiên là 4,5 triệu. À rồi. Tất tần tật hết. Tất tần tật hết dạ. Đầy đủ luôn ha. Dạ. Rồi cảm ơn. Đó bà chủ mới chia sẻ đó là như vậy là 4,5 triệu đó quý vị. Dạ. Mình làm vậy thì nó sẽ rẻ tiết kiệm hơn không? Dạ đúng rồi, tiết kiệm được nhiều thứ chứ mình thường mình thuê một cái sare là hết 1,5 triệu. Mà giờ mình đặt make up là cũng phải 1,5 triệu, 1,7 triệu. Rồi chụp hình là cũng phải 1,5 triệu, 1,7 triệu, 1,8 triệu tùy cũng không nữa. Rồi. Thì cái giá nó sẽ trên lên. Còn mình làm combo thì nó sẽ tiện cho mình. Tiết kiệm được nhiều thứ. Rồi rồi mâm quả ở đây là sao? Mâm quả thì nói chung bên em thì không có làm mâm quả nhưng mà bên em có cho thuê đồ bê quả. Có cho thuê à quần áo cái đồng phục để bê quả đó quý vị. Rồi, chứ còn mâm quả là chỗ này không có, chỗ này là chỉ có quần áo thôi nha quý vị. Chứ là chụp ảnh. Rồi. Dạ. Cảm ơn nhiều. Rồi còn cái này là áo dài này là làm sao? Áo dài này là áo dài cô dâu. Áo dài cô dâu. Dạ, cô dâu chú rể. Rồi mình thuê mướn vậy là một cặp vậy là bao nhiêu? Một cặp bên em lấy 600. 600 nha quý vị. Áo dài cô dâu chú rể luôn một cặp vậy là 600 ngàn. Còn cái sa rê đỏ bên đây là 1,2 triệu. Dạ, mướn thuê đó là 1,2 triệu cho dạ, ngày cưới của mình. Rồi cái màu trắng bên đây. Trắng bên đây là 1,3 triệu. Trắng bên đây là 1,3 triệu đủ loại hết à. Dạ. À muốn dài cỡ nào cũng có luôn. Dạ. Còn nếu mà dạng suông thì nó sẽ rẻ hơn. Suông rẻ hả? Dạ nó chỉ có 700. Rồi suông là ở trong kia đó gì phải không? Suông thì dạng như mấy cái loại gọi là suông. À suông. À xuông. Đó. À. Dao động 900 tới 600 gì đó thì video này á thì mình chỉ chia sẻ hình ảnh là chủ yếu quý vị, còn cái giá đó thì nó cũng có theo cái model rồi nó theo cái giá nó lên xuống á, tại vì nhiều khi quý vị coi cái này bây giờ này mình quay á là nó mới qua tháng 6 và nhiều khi cuối năm quý vị mới thuê thì cái giá nó sẽ khác, thì mình cứ gọi điện thoại trực tiếp trên cái màn hình video đó gặp chủ cái studio này đó, để mình hỏi cái giá là nó chính xác hết, gặp bà chủ là hỏi khỏe nhất luôn. Đó bên đây là còn rất là nhiều nè, cái này đủ hết. Cái này là đầm hả? Áo dài cho cô dâu làm lễ gia tiên, nếu mà không có mặt thì à. Lẻ thì áo dài lẻ như vậy á. À. Dao động từ 350 đến 500 một áo. À. 350 đến 500 một áo nếu mình mặc lẻ đó nha quý vị. Cái đó là bà chủ có chia sẻ đó là ở đây đó mình đang làm cái dịch vụ như vậy đó quý vị. Ở đây là dịch vụ mà dịch vụ cho thuê áo cưới. Rồi mấy cái đó là kêu đầm hả? À, 150 bộ có như là áo mình giống như cái đi họp phụ huynh học sinh nữa quý vị. Mình muốn ăn bận mà cho nó sạch sẽ lại đây với cúp luôn là mướn cái áo luôn bận luôn là thôi hết sảy luôn. Vậy là bữa nào mời phụ huynh học sinh mình tới đây mình chơi cái bộ vest tông. À, thì ra là có cái áo để mình đi họp nè,
đi họp đó quý vị, đi cái công tác công chuyện gì đó, mình cứ lại đây mình thuê được hết nha quý vị. Rồi mình ăn bận cho bảnh bao, mình muốn quét tông là quét tông luôn, rồi muốn chiếc xe thiệt là xịn luôn là lại đây là mình thuê quý vị. À, thì ra là ngoài ra cái dịch vụ cho thuê áo cưới á thì nhưng mình có cái nhu cầu á, đi chơi đồ đám tiệc rồi á là mình cứ lại đây mình làm một bộ rẻ. Ở đây có chân dung hay là chụp hình đó, thì chân dung rồi hình thẻ đủ loại cái dịch vụ, nói về hình ảnh gì. Đó, rồi đây bà chủ có chia sẻ, cảm ơn. Cái này á là nãy em nói nhiều cái để áo dài đi họp là ta em lấy ra coi. Ta lấy ra cái thử coi. Đó. Thấy không? Mình khỏi cần may áo dài. Nhiều khi mấy cô mà may áo dài á rồi nó qua cái model khác đó đó quý vị. Rồi mình cũng ít bận á. Theo như mình cứ lại đây mình thuê một cái mình bận đi họp hành ha, đám tiệc, đám cưới rồi á. Mình thuê cái mình bận luôn rồi á, lúc nào cũng mới. Dạ, đúng rồi. Cái thay đổi liên tục luôn, mẫu có mừng mẫu hả, tại sao nhiều mẫu á? À, nhiều mẫu, nhiều mẫu, rất là nhiều mẫu để chọn lựa, nhiều mẫu, nhiều size. Rồi mình giới thiệu xuống với cái quế tâm rồi, cái quế tâm đâu, quế tâm rồi nên nãy giờ tôi đang muốn thuê cái bộ vest tông để đi học lái xe đây mà không biết sao nè. Hả? À, vest tông thì nhiều màu, màu kem đó đẹp quá ha. Ừ. Cái đó là bao nhiêu một bộ vậy? À, 400. Đó là mình mướn theo ngày hay sao? Bộ rồi chừng nào mới trả rồi làm sao? À, kiểu như mình đi về tỉnh á quý vị, ví dụ mình mình thuê mà để đi về tỉnh á thì 5 đến 7 ngày, còn gần đây thì lấy trước 1 ngày trả sau 1 ngày, kiểu như là 3 ngày đó quý vị. Đó là 400 ngàn một bộ hả? 400. À, 300 đến 400. Rồi mình muốn ăn bận mà sang trọng bảnh bao mà đi chơi thì cứ đến đây nha quý vị. Rồi quất cái bộ vest tông luôn. Rồi như vậy thôi. Còn áo sơ mi thì không có phải không? À, cũng như áo sơ mi là mình tự bận ở nhà vest thôi. Đây nè, thấy áo sơ mi nè, treo nè. À, cái kiểu mình ở đây có cái áo này là để cho mượn để chụp hình thẻ đó quý vị. Ừ. Đâu đâu à? Rồi. Áo dài này đây cũng nhiều loại luôn. Áo dài. Đó, bà chủ. Rồi còn cái gì nó cần giới thiệu không để mình làm luôn? Áo dài đeo quản cho mấy bạn nữ. À. À, áo đồng phục, áo dài cho mấy bạn nữ mà để bưng bê quả đó quý vị. Là cái này là mình cho thuê vậy là một cái áo vậy là bao nhiêu? À, 6 bộ 500 ngàn. Còn nếu mình mướn lẻ đó là 100 ngàn một bộ. Chị rẻ ha, mướn nguyên bộ là rẻ. Ồ, à, mấy cái áo này á rất là đẹp luôn. À, mình già rồi mình còn thấy đẹp đó quý vị. Đó, quý anh chị em mà có gả con á, hay là có đi công tác hay là đám tiệc gì đó
thì mình giới thiệu đến đây thuê mướn cái trang phục á, áo á, mình bận cho nó đẹp, ví dụ giá thì mình thấy rẻ. Nhiều khi mình thấy cái kiểu mình lại mình mướn mình thuê cái áo mà vừa bụng mình á, mình bận rồi cái mình trả lại cho bên đây tự họ giặt, họ ủi, họ chiên hơn đó, quý vị, để giữ gìn cái áo nó đẹp hơn. Nhiều khi cái áo mới đó, nhiều khi mà nó mình bận cái đầu đó, mình chăm sóc mà mình không có giữ gìn kỹ đó quý vị, thì nó không đẹp. Còn ở đây là thấy chiên cái kiểu này là mai mốt mình cũng có cái nhu cầu, mình có đi đâu thôi lại tôi thuê quý vị, thuê nó đẹp mà nó sạch đẹp. Rồi video này mình chia sẻ đến đây quý vị. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả cái video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.